Chào mừng tất cả anh em đang quay trở lại bằng hai tặc bên Red và cảm ơn anh em vì luôn dành ra chút thời gian quý báu của mình để xem video của tớ nha. Sau khi đánh bại Kaido, Yamato tự tin rằng mình sẽ trở thành thành viên tiếp theo trong băng bộ rơm. Nó cũng đã được chấp thuận bởi các thành viên khác và của cả thị trưởng Luffy. Tuy nhiên sau biến cố, kẻ thù mang tên là Đô đốc Bò Lục xuất hiện ở Wano, tấn công vào các củ hồng bao và gây thiệt hại nặng nề cho họ, thì Yamato quyết định ở lại Wano để cho Luffy yên lòng. Cô không thể ra khơi cùng băng bộ rơm khi mà cả Luffy và cô đều lo lắng cho Wano sau khi Kaido bị hạ gục. Rất nhiều thế lực hùng mạnh khác dòm ngó Wano vì nơi đây là một quốc gia chứa vũ khí cổ đại cũng như nổi tiếng là đất nước của vàng. Tức là trong băng ngũ rơm sẽ còn một vị trí bỏ trống. Thật ngạc nhiên là chúng ta lại có 11 thành viên trong băng râu đen, bởi chúng ta nghe được râu đen có 10 thuyền trưởng Titanic và cộng với hắn là 11. Còn băng ngũ rơm chỉ có 10 thành viên tính luôn cả thuyền trưởng Luffy. Rất nhiều người cho rằng thành viên tiếp theo sẽ là Marco, nhưng sau những gì xảy ra, Marco hoàn toàn không có hứng thú để tiếp tục làm hải tặc hay phiêu lưu. Ở trong 1059, Bộ Hancock đã tiết lộ thông tin cực kỳ quan trọng cho thấy cô sẽ rời Amazon Lily để đi tìm Luffy. Vậy thì chẳng khác nào chiếc ví mà Yamato bỏ trong đó sẽ có thể dành cho Bộ Hancock. Và mình là Bình Red, người sẽ cùng anh em đi phân tích những chủ đề thú vị và điên rồ trong One Piece. Video này sẽ là thông tin cho những hé lộ mới nhất về việc Bộ Hancock sẽ là thành viên tiếp theo trong băng bộ rơm. Thế nên anh em đừng bỏ lỡ những video phân tích hấp dẫn bằng cách ấn nút đăng ký kênh để gia nhập băng, cũng như thảo luận thêm nhiều chủ đề hay ho khác nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em. Sau sự kiện Lively, các thất vũ hải đã bị giải tán. Boa Hancock trở thành một nhân vật bị rất nhiều thế lực chú ý. Dễ dàng nhận thấy được hải quân muốn bắt cô cho những mục đích quan trọng nào đó, họ đã cử Kobe đi. Tuy nhiên thì Kobe không đủ trình để chơi với Boa, dù biết rằng cậu ta là một nhân vật trẻ đầy triển vọng. Hải quân cũng đã cử theo cho Kobe những con SSG mới khá là đáng sợ. Chỉ với một nhát cắt thì hòn đảo nữ nhi này cũng đã bay đi một phần của ngọn núi. Biểu tượng Sao Quốc giờ chỉ còn lại một bên khá là dị hợm. Sức mạnh của bọn chúng cũng rất khó lường, vì Kobe không muốn gây chiến nên đã ra lệnh cho bọn chúng không được tàn phá, dẫn đến việc Boa Hancock được dịp thể hiện sức mạnh của mình trên cờ so với hầu hết những ngày có mặt tại Amazon. Râu đen cũng xuất hiện ở đây vì năng lực trái quỷ Meronomy của cô. Nó được biết là một sức mạnh bổ sung khá phù hợp dành cho hắn. Tuy nhiên thì nhiều người lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng râu đen muốn chiếm đoạt trái quỷ này là cho một thành viên khác trong băng có sắc đẹp tuyệt vời chưa lộ diện. Đây chỉ là một giả thiết. Có thể thuyền trưởng thứ 10 của râu đen là một thành viên nữ xinh đẹp nên hắn mới muốn làm như thế. Chứ với khả năng của râu đen, hắn nghiên cứu rất nhiều về những trái quỷ, không thể nào lấy một trái quỷ mang năng lực vô dụng khi kỳ xấu xí như hắn ăn nó được. Nhưng dù sao thì cuộc tấn công này cho thấy giờ đây Amazon Lily đã không còn là một nơi an toàn nữa. Bộ Hancock cũng không thể có đất diễn nếu như tiếp tục bảo vệ vùng đất này. Chắc tốt hơn là đi tìm cưới Luffy thôi. Đây là một câu nói xuất phát từ trong trái tim của nữ hoàng hải tặc, cho thấy thực sự cô ấy yêu Luffy, một trái tim si tình tuyệt đối. Chúng ta cũng thấy được ở Amazon đã treo ảnh của Luffy mũ rơm. Điều này có vẻ như cấm kỵ đối với nữ quốc, mà giờ thì nó không còn quan trọng nữa. Vì Boa muốn làm mọi thứ để hướng về phía của Luffy. Ngay cả sự hiện diện của cô ở Amazon cũng sẽ không phải là một sự an toàn nữa, mà nó sẽ là một mối hiểm họa. Chừng nào tôi còn ở đây thì lũ hải quân sẽ còn kéo tới, nhưng biết đi đâu và về đâu trong thế giới này đây. Câu nói này của Boa cho thấy được hải quân và chính phủ đã nhắm đến cô chứ không hề nhắm đến các thành viên khác trong băng hải tặc Kuza hay là Amazon Lilywood. Một ngày nào đó cô còn ở đây thì không chỉ hải quân mà những tên hải tặc thèm khát sắc đẹp của cô cũng sẽ có thể xâm phạm. Để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho nữ quốc, Boa Hancock nhất định phải rời đi. Nhưng lại đúng như cô nói, không biết rằng mình sẽ đi đâu, về đâu. Tàu băng mũ rơm welcome nữ hoàng hải tặc đến. Trở thành một thành viên trong băng mũ rơm sẽ là một điều cực kỳ thích hợp và tuyệt vời dành cho Boa Hancock. Vậy thì có những lý do nào để chúng ta tin rằng Boa Hancock sẽ gia nhập băng mũ rơm? Thứ nhất, như các phân tích ở trên, nếu như cô còn ở Amazon thì nơi đây sẽ gặp nguy hiểm từ hải quân và chắc chắn rằng Boa sẽ gây nguy hiểm cho chính quốc gia của mình sau khi tổ chức thất vũ hải giải tán. Mà Amazon là một quốc gia nên không thể nào rời đi như một con tàu hải tặc được. Chỉ còn một cách duy nhất là Boa Hancock phải rời đi đến một thời cơ thích hợp nào đó thì mới quay trở lại quê hương của mình. Lúc này cũng sẽ là lúc mà thế giới thật sự đã thay đổi và người mà thay đổi thế giới được kỳ vọng nhất không ai khác ngoài Luffy mũ rơm cả. Thứ hai, Boa Hancock là một mảnh ghép rất hoàn hảo cho sức mạnh của băng mũ rơm. Rõ ràng trước đó thì Yamato đã ngỏ ý muốn gia nhập băng, dù vai trò của cô là gì thì chưa rõ, chỉ là một samurai có sức mạnh to lớn, giống như một người muốn được phiêu lưu để khám phá thế giới, để góp một phần sức mạnh của mình cho cái cuộc chiến trong tương lai của Luffy. Cuối cùng thì Yamato đã lựa chọn ở lại Wano. Điểm này cho thấy băng mũ rơm thời gian tới sẽ cần phải có thêm một thành viên nữa gia nhập băng. Thế thì Boa Hancock là một nhân tố cực kỳ thích hợp. Boa có sức mạnh không thể nào bị gọi là thua kém Yamato được, mà cả hai đều có Haki Bá Vương. Vai trò của cô trong băng cũng tốt hơn Yamato cho việc chăm sóc Luffy. Còn nếu các thành viên trong băng bảo vệ Luffy khỏi những thế lực số má bên ngoài, thì Boa Hancock sẽ bảo vệ Luffy cả bên ngoài lẫn bên trong. Nhất là sự hiếp đáp của Nami dành cho trò chơi ngu ngốc của thuyền trưởng. Boa Hancock sẽ phần nào đó cho thấy sự chăm sóc dành cho Luffy sau khi lĩnh đòn của Nami. Vâng, tới này cho vui thôi anh em nha. Chứ riêng một phần sức mạnh thì phải nói rằng Boa Hancock là quá đỉnh rồi, không cần phải bèn cãi gì nữa. Thứ ba, sự cân bằng trong các thế lực hải tặc với nhau, tiêu biểu nhất là giữa băng mũ rơm và băng râu đen. Hãy nhìn vào hai khung chơi này, anh em sẽ thấy được sự mất cân bằng của hai băng hải tặc ở trên.
băng mũ rơm với 10 thành viên. Nhưng còn măng râu đen thì có râu đen được mệnh danh là đô đốc và còn lại là 10 thuyền trưởng Titanic. Trong các thông tin gần nhất, Oda cũng xác nhận rằng thành viên thứ 10 là có tồn tại, nhưng hình ảnh của nhân vật này lại không hề xuất hiện ở bất cứ một lần nào. Nó sẽ có hai khả năng xảy ra như sau. 1. Thành viên còn lại là một nhân vật bí ẩn chưa từng xuất hiện trong One Piece. Nhân vật này được râu đen che giấu trong suốt quá trình thành lập băng, chờ đợi thời cơ thích hợp mới được công bố. 2. Thành viên thứ 10 có thể là một nhân vật rất quen thuộc của chúng ta, đang hành động trong một vỏ bọc của một thế lực nào đó hiện tại, giống như cách mà Kanjuro đã đóng tròn vai diễn của mình trong các cuộc họp báo của Oden. Từ dưới điều này có thể thấy phần nào đó, băng mũ rơm cần có thêm một thành viên, Boa Hancock là một mảnh ghép rất tuyệt vời. Ở chap 1059, Boa Hancock với sức mạnh của mình có thể đánh bại được một lúc hai thuyền trưởng Titanic của râu đen, biến họ thành đá vĩnh viễn. May mắn nhờ có Rayleigh nên chúng mới thoát khỏi cái chết. Boa cũng tránh được thảm họa từ bàn tay hắc ám của râu đen, một sự đánh đổi mà băng râu đen rất lời. Dù sao thì chi tiết này chứng tỏ được trong tương lai, nếu như đối đầu thì năng lực hóa đá của Boa cũng sẽ bị khắc chế, nên việc cô hạ được một lúc hai thuyền trưởng Titanic sẽ không xảy ra. Thứ tư, một lý do rất đáng để lưu tâm, bởi Boa Hancock còn có một gia đình. Như chúng ta cũng thấy được, Rayleigh và Saki không khác gì cha mẹ của chị em nhà Boa cả, liên tục vươn đại dương để đến nữ quốc thăm nom, giúp đỡ cho nơi đây khi mà lâm nạn. Phải nói đầu tiên là từ vụ chị em Boa chống khỏi Thiên Long Nhân, trong vụ tấn công của người cá với Sir Tiger lên đỉnh Redline. Rayleigh, Saki và Gloriosa đã giúp đỡ để đưa về lại Amazon Lily. Giờ là vụ giải cứu khổ đau đen. Nếu không có sự xuất hiện của Rayleigh thì Boa Hancock đã chết dưới tay của hắn. Sau sự kiện này, Boa đứng ngồi dưới chân của Rayleigh và khóc như một đứa trẻ. Điểm này chứng tỏ dù mạnh mẽ và quyền lực đến đâu đi nữa thì Boa Hancock cũng chỉ là một cô gái. Mà trong One Piece, anh em sẽ bao giờ cũng thấy được chỉ những người đàn ông nắm quyền lực trong các tổ chức, từ hải tặc cho đến hải quân, thậm chí là quân cách mạng. Phụ nữ chỉ giống như một người trợ giúp cho họ, thậm chí còn không được coi trọng và bị bỏ rơi. Thế nên Boa Hancock cần phải có số phận khác biệt so với những người phụ nữ khác. Hơn cả là Luffy cần phải duy trì nội giống như mấy thằng men của các bộ manga khác. Hãy để ý lại, anh em sẽ thấy Son Goku trong Dragon Ball có con trai là Gohan và thậm chí là có cháu chắc, mà mỗi người lại mạnh bá đạo hẹt gạo luôn. Naruto kết thúc thì cũng quen được vợ của mình và có đứa con trai tên là Boruto, người có thừa dòng máu của cha với những sức mạnh to lớn khác biệt. Thì ở One Piece, mình tin rằng cũng như thế, Luffy sẽ cần phải có một đứa con trong tương lai sau chuyến hành trình của mình. Ít nhất là theo tính kế thừa thì One Piece sẽ tiếp tục vẫn có phần 2. Mà để xét về tình yêu thì không còn bất cứ một nhân vật nào khác thích hợp dành cho Luffy ngoài Boa Hancock cả. Dù tuổi có chênh lệch nhưng cũng không thành vấn đề, tình yêu không phân biệt tuổi tác và giới tính. Đây là cái lý do cũ chú nhất mà mình cho rằng nó thích hợp để cho Boa Hancock gia nhập băng mũ rơm, vì là để thỏa mãn tình yêu của cô, vừa để Luffy nhận ra được yêu là như thế nào, thay vì năm 17 tuổi thì chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, 19 tuổi lại là hợp lý quá đi chứ. Quy chung lại thì cho rằng sau sự kiện xảy ra Amazon Lily World, Boa Hancock đã có quyết định của riêng mình. Cô sẽ đi tìm gặp Luffy như những lời cô đã nói và cưới cậu ta trong tương lai. Nhưng trước hết thì Boa Hancock còn phải ở cạnh Luffy trong vai trò là một thành viên trong băng trước đã. Phải cùng nhau trải qua sinh tử thì mới thấm thía được những tình cảm mà nữ hoàng hải tặc dành cho vua hải tặc tương lai. Chứ cỡ chính vì Luffy mà Boa chấp nhận tham gia trận chiến mà Rayford, dấn thân vào nguy hiểm. Luffy sẽ cảm thấy rất vui mừng nếu như gặp lại Boa Hancock. Liệu có một nụ hôn chăng? Ôi, mà thôi. Trên đây là cái phân tích của mình cho hành động và lời nói của Boa Hancock. Cô cho rằng mình cần phải đi tìm và cưới Luffy, chắc chắn là thế rồi. Cô cần phải rời Amazon Lily thì mới có đất diễn, nếu không thì lãnh cơm hộp chờ đến cuối cùng mới xuất hiện trở lại. Nếu như anh em có bất cứ một quan điểm hoặc lý do nào khác, hãy bình luận ngay ở dưới video này cho việc Boa Hancock gia nhập băng mũ rơm nha. Chân thành cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Đừng quên like video này và đăng ký kênh để cho băng hải tặc Big Red hùng mạnh thêm nữa anh em nha.